thấy chưa? Bà tắm chưa? Bà kỹ đó, mình cần tìm cái mùi cồn mà không ra mùi cồn mà ra mùi giấm là sao ta? Bực mình ghê, tím từ sáng giờ không. Mày tìm bà nấu đi mày hả? Hả? Mày làm gì vậy? Hả? Mày đi qua đi lại tao cũng chóng mặt chứ. Mày tìm gì mày không nói, mày đi qua đi lại mày lầm bầm mày đi. Coi cha mày như miếng dám, mày muốn dở lên sao mày dở vậy hả? Không tìm chai rượu. Nói vậy là hồi nãy giờ mày tìm chai rượu. Mày tìm chai rượu mà mày lật cửa lật nghiêng thằng cha mày hả? Tao hỏi mày, chai rượu đó mày để đâu hả? Còn để trong tủ đó, mới hồi sáng để trong tủ khóa lại đàng hoàng, không cánh mà bay. Trong tủ thì nó còn trong tủ, nó bay đi đâu hả? Còn chai không à? Thì cái chai rượu mày kiếm cái chai không hả? Con tìm chai rượu. Cái chai đó không phải chai rượu hả? Cái đó là chai không. Vậy là nói nãy giờ là mày nghi gì cha mày lấy hả? Chứ giờ còn hỏi ba nè, ở nhà này chỉ có hai cha con mình thôi. Chai rượu của con không lấy. Thì ai lấy? Ai lấy? Tao nói cho mày biết nè. Mày á, mày nghi mà mày nghi cũng ngu. Sao ngu hả? Tao ở trong cái nhà này, mặc dù tao là cái thằng nghiện rượu thiệt, nhưng mà có chai rượu đó chưa chắc gì tao lấy chai rượu mà. Tao ăn cắp chai rượu, tao giấu nó không dễ hơn hả? Tao ăn cắp chai rượu khó giấu. Đúng rồi, nè con nói cho ba biết nha. Ba nhìn lại cái tướng của ba đi. Cái tướng của ba bây giờ hả, nó còn thua cái tấm ván ép nữa đó. Ba uống rượu gì nhiều vô. Giờ sao? Tao uống rượu thì có ảnh hưởng tới mày không? Tao vẫn nuôi mày mặc thù lù như vậy, sự hy sinh như vậy, bây giờ mày còn nói. Rồi nói qua nói lại rồi mày cũng nói tao lấy rượu của mày. Nhà rượu nó quý lắm hả? Nhưng mà con tức chứ, trời, chai rượu đó, ba nghĩ sao không ý. Bạn con gửi từ bên Mỹ vậy, mà chiều nay con đi sinh nhật bạn gái con rồi. Mày giận ngoại hả mày? Hả? Mày coi chai rượu Mỹ hơn thằng cha mày hả? Ê mày, tao quấn cái cha mày hả mày? Hả? Thứ con mày đẻ ra uống mà. Xong, xong nói. Cuối cùng là mày vẫn nghĩ thằng cha mày lấy chai rượu của mày hả? À, cái đó con có nói nha. Con không có nói là ba lấy chai rượu của con nha. Nhưng mà con hỏi ba nè, ở cái nhà này chỉ có con với ba thôi. Chai rượu của con đáng lẽ con lấy, đúng không? Giờ ba lớn rồi, ba suy nghĩ đi coi. Ai? Chai rượu đó ai lấy? Ai? Ai vô đây lấy? Đúng không? Ai lấy? Ê, đừng! Đừng chọi, mà chừng quỷ nhan sắc tôi! Đừng! Gì vậy? Gì vậy? Sao tự nhiên phan đồ vô con chứ? Ông sống bậy bạ quá à. Nóng rồi từ từ dại, ông sống kỳ quá à. Mất đồ phải không con? Dạ. Ông đó, ông vậy là không được. Bây giờ ông lỡ ông lấy của con, ông trả cho nó, ông giữ làm cái gì? Đúng không? Con muốn cái ông có để trả cho con, ông làm gì là bậy bạ đó. Lấy đồ của con phải không? Dạ. Sinh nhật phải không con? Dạ. Ừ, rồi được rồi, để đó nói cho. Bậy lắm nghe, bậy lắm. Mình lớn tuổi rồi, phải chi là 16, 17 tuổi đi ngựa hít hết. Như tụi nhỏ rồi ra bắn lỗ tai, đeo cũng nói. Mấy bông của con nó tặng sinh nhật. Ông làm gì tự nhiên ông lấy làm gì, cả lẽ giờ già vậy đó, 40-50 tuổi ra kêu bấm đôi tay đeo bông đây tưởng quỷ, hiểu không? Con đang đi mà quay lại, trời ơi con quỷ già đó bông. Đứng tướng chi xấu vậy, già đứng tướng chi kỳ vậy. Xấu mà hù mà hết hồn. Cái gì ạ? Cho ý kiến nè. Ý kiến gì? Bà ở đâu ạ? À? Trời ơi, ông nhiều lúc già đó, ông cứ cười quá à. Tại tự giới thiệu với ông, tôi hàng xóm ở kế bên. Hàng xóm hả? Ừ. Hàng xóm nãy giờ bà làm bà vô á, người ta hiểu lầm, người ta tưởng là vợ tôi hay là mẹ tôi thôi chứ không phải là hàng xóm. Ủa sao vậy? Ông kỳ. Ê bà ban vô bà không biết ấp giáp gì hết, bà nói mất cái gì? Mất cái bông, nó đi sinh nhật bạn gái nó chiều nay là chỉ có mất bông, mất dây chuyền, mất cà rá thôi. Mất gì cái gì, ông đừng có chới với, ông ngã đổ vô cho cái nào tôi nói cho nghe. Bây giờ nhà trật tự nghe tôi nói, tự giới thiệu tôi tám hàng xóm kế hình ơn. Tại sao có vậy một rùi vậy? Ý nghĩa lắm nha. Trời cho nó có lẽ là chỉ y, có nghĩa là im lặng để một mình cứ nói thôi.
cha con đừng có làm như vậy, đúng không? Nè, nhưng mà con cũng đừng có hiểu lầm vậy. Nhiều khi ba con thấy thích đẹp, ba con lấy ra ba con coi thôi, chứ không phải là ăn cắp. Nhưng mà thiệt tình là cái mặt ông cũng gian thiệt, mặt ông gian quá. Bó tay mày rồi nè. Bó rồi nè. Thì thôi trả cho con nó đi, lỡ lấy trả đi con, nó không có nói gì đâu. Cái chai bông phải không, cái bông phải không? Tám ơi, tiền chai rượu chứ không phải đâu bông. Rượu? Dạ. Đó. Rượu thì càng không dính tới tôi nữa, đúng không? Tôi đàn bà có mà vô rượu, mà ai nghĩ là như đàn bà mà để cầm cho rượu uống cà 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 quá. Đàn bà không bao giờ uống rượu. Mà nhà này có ai, có ba người, đúng không? Tôi đàn bà là tôi không có uống rồi đó, tôi là uống. Rượu đó chẳng lẽ nó ăn cắp, đúng không? Tự nhiên rượu của mình đi ăn cắp, đúng không? Vậy còn ai? Ai đâu? Ai? Ai là mày phải tự biết rồi, thấy đúng không? Tao vô là không giải quyết đâu rồi. Rượu là không bao giờ có tên tôi á. Mà tôi là không bao giờ đi ăn cắp giặt ba cái vụ rượu. Mà nhà ai đâu? Tôi đàn bà là tôi không có uống rượu cà cà rồi. Rượu đó chẳng lẽ nó lấy, hiểu rồi chứ gì? Tôi là tôi không có lấy đó nha. Rượu chè là không có tính tôi. Là con phải hiểu, nghe chưa? Rượu là con phải hiểu. Sâu rượu ở đâu là con phải hiểu. Vậy tao về nha. Rượu mới dụ rượu nha. Rượu nha, là chuyện có lấy tao về à. Đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa đen tối là dì tám của mày lấy, nghe chưa? Dì là hàng xóm qua giải quyết tao, nhớ chưa? Mày cứ nhìn cái hướng tay mà mày cứ nhìn tao hoài, thằng này nó ngu quá. Tao về à. Ủa, cuối cùng dì tám qua đây nói như vậy thì ai là người lấy chai rượu ta? Không lẽ là bà? Còn nhớ rồi, trước khi dì tám về, dì tám có chỉ là cái gì? Sao? Đang nấu điên. Cái gì mà điên? Anh đang gây lộn với ai vậy? Thứ mất dạy. Nhỏ mà mất dạy. Trời ơi, thôi anh ơi, bỏ đi một câu nhịn bằng chín câu lành. Con khỉ, một câu nhịn là chín câu nhột, quất tới bên luôn. Trời tay nè, tôi nói cho anh biết nghe không? Trời ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ nó không biết lớn nhỏ là cái gì hết. Tao hãy hở ra hả? Nó giác mã, nó chém ta lả âm binh hết á. Tôi chấp mười mặt nó dám chém tôi kêu nó bằng cha luôn á. Trời ơi, anh tưởng anh là ai mà nó không dám chém? Tôi cha nó mà. Trời ơi, hố nữa rồi. Vậy mà tôi tưởng nãy giờ anh cãi lộn với ai cha con mà làm như là kẻ thù vậy đó. Phải thù thôi, đang buồn bực. Đang buồn bực cho nên bữa nay có chai rượu tới mời anh uống với tao. Đi, vô đây, vô đây. Anh đang nổi điên mà. Bực bội mà, ha. Tôi quá sức bực bội anh đi. Bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao được. Trời ơi, dầu gì nó cũng là con cái mình. Nó có coi tôi là cha nó không? Hả? Nhưng mà anh ơi, mình là người lớn, mình phải rộng lượng. Thấy không, nếu nó không coi mình là cha thì mình coi nó như người dân. Hả? Anh nói gì câu trớ que à? Viên á. Vẫn chơi, vẫn chơi. Thôi được rồi, tôi nói anh nghe. Sao? Bữa nay tôi quá buồn vì hoàn cảnh mà thằng con tôi mà nó xài xỉn. Bữa nay tôi đem rượu qua đây, tôi mời anh uống để chia cái nỗi buồn này cùng tôi thôi. Thôi anh ơi, tôi không uống đâu anh ơi. Trời ơi, hộn vợ tôi nó về để nó thấy được vậy là nó chết tôi nữa. Đã đi chợ hả? Đâu có, đi chơi Vũng Tàu rồi. Trời, đi Vũng Tàu ít nhất mấy ngày nó mới về. Đừng có lo, yên tâm uống với tôi đi. Nhưng mà tôi không có dám uống với anh đâu. Trời sao ơi, vậy? Uống với anh được một hồi có chuyện nữa. Có chuyện gì đâu, tôi bình thường uống là uống, nó có gì đâu. Đây nè, anh không biết hả, anh có cái tật phải có rượu vô là anh quậy. Mà cả làng, cả xóm nãy cũng biết hết á. Rồi đi vòng vòng nãy giờ không ai dám uống với anh, mới quẹo qua rủ tôi ha. Không phải, bị tôi kết anh, tôi mới mời anh. Rủ phùng tri kỷ tiên bôi thiểu.
hiểu không? Bây giờ tôi muốn qua đây mời anh. Nếu anh sợ tôi xỉn tôi quậy thì tôi xin hứa với anh. Hứa sao? Là tôi không có quậy khi xỉn mà tôi sẽ quậy khi tôi tỉnh. Anh hứa không? Hay không? Tôi hứa. Ê, tôi nhớ hình như câu này anh hứa nhiều nhà lắm rồi nghe không? Không, nhưng mà đây là lần chót tôi hứa với anh luôn. Anh uống cho tôi một ly. Tôi buồn, tôi muốn rượu trong cuộc đời tôi chưa bao giờ mà biết uống bình rượu. Bình tĩnh lại anh, bình tĩnh lại. Đó, bây giờ anh phải uống với tôi. Bây giờ là vô. Hoàng. Sao? Đã người chuyên uống rượu mà không biết cái gì hết trơn hết trọi. Trước khi mình uống rượu đó là mình phải tế. Tế gì? Tế người đầu tiên là thiên. Thiên là trời. Trời tạo ra mưa gió. Thấy không? Anh mà không có tế thiên đó hả? Anh mà uống có ngày bị trúng gió chết. Còn có cái lực này nữa hả? Trời ơi, sao không có anh? Dạ, con xin tế thiên. Thấy không? Đó, rồi đó, bắt đầu nè. Anh làm gì vậy? Anh đừng có tiếc nghe. Không tốt đâu nghe. Cúng trúng gió à. Mình cúng mình đâu tiếc chứ. Bây giờ, rồi cúng thiên rồi, bây giờ mình vô. Chưa, bảy bà quay. Thiên thì phải có địa. Địa là đất, là người những cười coi đất đai này nè. Thấy không? Để anh nằm đất là không bị giật. Anh thấy mấy người ta xỉn không? Nằm đất cái tự nhiên có chết luôn đó. Nó thật ra mình phải cúng đó. Địa. Thấy chưa? Ta phải biết kẻ trên người dưới chứ đâu phải là muốn uống là uống đâu anh. Cúng địa đâu, cúng địa đâu. Cúng địa được, bây giờ mình phải cúng địa. Là cúng địa xong rồi bây giờ còn là mình... Còn nữa anh ơi. Cái gì nữa? Còn ông bà là mình nữa chứ. Có ông bà mình mới có mình. Thấy không, anh sống được ngày hôm nay là nhờ ai? Là nhờ ông bà. Đó, mình phải cúng ông bà chứ. Đó, dạ cúng ông bà. Uống nè. Khoan đã. Ông bà không sao, còn các dâm nữa. Chứ đâu phải chuyện tình còn nhiều anh cúng luôn đi. Đó, thấy không, tôi khoái những người hiểu biết như anh vậy đó. Mình phải hiểu biết mình mới sống dai được. Đó, bây giờ nè. Sao? Chết bóp cổ là sao? Là tôi bóp cổ anh chết á. Thì bây giờ anh em mình uống nè. Anh uống với cô hồn các đảng luôn đi. Ủa làm gì anh? Tự nhiên anh giận vậy. Còn miếng nào không uống? Sáng cái chai chết rồi. Thấy không? Hết thì mình đi mua. Nghĩ sao tôi đem chai rượu qua đây chưa uống được một miếng nào. Cái môi nó khô còn hơn là cái bánh tráng nướng. Nghĩ sao anh em anh đổ anh cúng cô hồn khác nữa. Tôi nói cho anh nghe là thấy không, anh cũng vậy ha. Tôi nói đâu có sai, cái tánh nào cũng tật nấy à. Mỗi lần anh có rượu vô cái là anh quậy, ai cũng sợ hết đó biết. Hồi nãy tôi không thèm uống với anh đâu. Anh nói cho rõ ràng á, hồi nãy tôi hứa với anh đàng hoàng rồi. Tôi hứa với anh là tôi xỉn tôi sẽ không quậy. Mà tôi tỉnh tôi mới quậy. Hồi nãy giờ có uống được con mẹ gì đâu mà không quậy. Anh tỉnh anh quậy là còn bậy hơn sai. Chứ bây giờ tôi hỏi anh là cắt cổ không bằng đổ rượu nghỉ. Sao tôi đem chai rượu qua đây anh đổ anh cúng hết rồi lấy cái gì uống? Thì bây giờ cũng bất quá thì mình đi mua. Cái chai này bao nhiêu dữ vậy? Trời ơi, 7-8 ngàn đồng bạc à. Con mắt bị mù à? Mù cái gì? Nhìn cái này mày còn đọc được cái tiếng nào mày chữ mà Việt Nam nó không? Của Mỹ đó, của USA nó đem gì à? Phải không? Là rượu Tây đó ông nội, không phải rượu đế đâu cha ơi là cha. Hay là chai ở ngoài thì Tây mà ở trong là ta ông nội. Làm sao ta được, tự tôi khui mà. Đền cho tôi. Đền cho anh hả? Anh nói chuyện sao kỳ quá anh Sáu ơi. Kỳ cái gì? Cái này đâu có đáng bao nhiêu đâu mà bây giờ anh nói qua Tây với ta. Chắc anh muốn tôi đền cho anh hả? Tiền đâu tôi đền cho anh? Anh còn chọc tức tôi nữa hả? Ủa? Tôi chọc tức anh hồi nào? Mà có cái gì đâu mà anh phải tức. Thấy không? Đồng ý là chai rượu này của anh tiếc thiệt. Thấy không? Nhưng mà anh bỏ tiền mua. Chứ tôi đâu có bỏ tiền mua đâu mà anh tiếc. Thấy không? Hơn nữa anh là người ghiền rượu. Mà tôi lại không ghiền rượu, tại vì tôi sợ vợ tôi. Nó về nó thấy là chết cha tôi liền.
đó, bây giờ anh mời đó, tôi không uống thì tôi đổ hả? Có gì đâu mà anh phải tức hả? Gì hả? Sao nổi điên hả? Nổi điên. Ủa nổi điên là vậy tôi hả? Nói thiệt với anh nha, bây giờ tôi quánh anh á là người ta nói tôi là tại vì rượu mà quánh bạn á, chứ có một người nào mà tới đây làm chứng mà đứng nghe được cái này, họ chỉ cần làm chứng nói anh móc họng tôi thôi nha. Tôi bay tôi quánh anh mà không đẹp không ăn tiền còn khúc xương cuối cùng cũng chơi với anh, tôi quánh anh liền. Anh dám đánh tôi không? Anh đánh là tôi phan này cái ly vô anh liền á. Đừng có ba, phan một cái lỡ trúng mặt tôi cái lưỡi nhăn tắt của tôi liền. Cái gì làm chứng phải không? Tôi rảnh đây xong chịu cơ tôi vô làm chứng. Cảm ơn chị, có chị là tôi rất là cảm ơn. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe hết trơn trội rồi. Giờ sao? Đó bây giờ chị nói đi, chị nói giùm tôi đi. Anh Tư. Sao? Anh á. Ừ. Nói đúng lắm. Hả? Đó. Binh tưởng đàn binh. Á. Hồ đồ, hỗn độn, ăn nhậu, quậy phá. Tôi đứng ở ngoài thôi, tôi nghe cái giọng của anh thôi. Nào tôi biết anh qua nhà ta nên xỉn cả anh quậy rồi. Quậy cái gì? Mà tôi vô trong đây tôi thấy cái chai rượu nữa là tôi thấy không được rồi. Không có một người đàn ông nào như ông hết trơn. Ông nghĩ sao mà ông bê tha ông ăn nhậu hả? Tôi á từ ngày ngày nay tôi theo tôi canh ông tôi cũng đủ mệt rồi. Ăn nhậu rồi ra la lố rồi mất trật tự. Ăn rồi bê tha đến nỗi con cái phải giác về có chịu đời cho nổi không? Đó. Rồi nhậu rồi la. Anh nghĩ coi giữa trưa bà con người ta đang ngủ im lặng như giữa trưa vậy nè. Ừ. Ông tới nhà người ta quậy đứng trước cửa nhà ông la lên. Ông đây mất trật tự. Tại sao? Ăn uống giữa trưa la lên. Cảm ơn. Tại tôi sao vậy? Trong họng bà. Có người đàn bà con gái nào như bà không? Đừng nói chuyện với trai mà đứng với trai. Hả? Biết nhựa không? Hỏi đó. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Ông làm gì vậy? Ông biết trên mặt tôi chữ gì không? Cái dấu này chữ gì không? Bốn dấu chấm là chữ y là tượng trưng cho im chứ phải yêu đương đâu nghe chưa? Phải thương yêu ông đâu nghe chưa? Ông làm gì vậy? Ông làm những xá cho người tôi vậy? Ở đây không ai có quyền gì la chứ, chứ người tỉnh táo như tôi có quyền la thôi. Tôi nói cho ông biết vậy. Ăn nhậu bê tha để cho con với vợ nó phải chạy mất luôn chứ đừng có nói ai hả? Nghĩ sao uống hết cả một cái chai rượu này nè, ngồi kế bên anh mà mùi rượu nó nồng nặc ở trong mặt tôi chưa có người nào không nên gì vậy? Tại vì nên nãy giờ đó bà là cái gì của tôi, bà là hàng xóm thôi mà, bà là hàng xóm mà tôi tưởng bà là bà ngoại ha, mẹ tôi, bà nghĩ sao bà vô bà chửi nó xối xả như vậy hả? Khóc hả? Quan ức lên sao khóc? Nín nhất rớt một giọt nước mắt nào ra là biết cho tôi sáng mặt tay liền á. Không có méo. Có quyền. Không có quyền méo. Có quyền. Tại từ khi mà vợ chết tới giờ chưa có người đàn bà nào chửi tôi khí thế mà hùng hồn như bà hết. Dứt. Một cái hất nữa là biết cho tôi nghe chưa. Hên là ông Tư á, con người ổng dễ thương, ổng hiền lành, anh qua nhà ổng, ông say xỉn, ông quậy ở bên đây, ổng không quánh ông. Chứ người khác ổng quánh ông cái mỏ ông á dài ra tới cái bàn này nè, ông hiểu chưa? Chứ sao? Con người ta quá đàng hoàng, anh không hỏi. À, vợ ổng kêu bỏ nhậu là ổng bỏ nhậu liền, có bây giờ ổng dám nhậu nữa không? Ừ. Thấy chưa? Không bao giờ nhậu nhẹt bê tha vậy mà vợ vẫn bỏ đi. Thấy đó, chưa? Chị nó... Ủa sao tự nhiên lãng quá vậy? Chửi bên đó tự lãng qua bên tôi nữa làm sao? À, quá, xin lỗi anh. Anh á, anh nhậu nhẹt, anh uống cả chai rượu nè. Anh qua nhà ta anh quậy, anh thấy ngợn được không? Uống hồi nào? Uống cả một chai này mùi rượu nồng nặc đây nè. Uống hồi nào trời? Ông uống ông mới quậy, ông có rượu vô mới quậy. Tôi... Cái gì vậy? Bà có nghe rượu không? Trời, thấy nhan sắc đẹp cái nhào nhào vô hà hà người tôi lại vậy? Tình ói à. Ói hả? Là vì ói nhậu xỉn quá ói sao? Tôi đem rượu qua đây tôi có uống được miếng nào đâu. Cái rượu đâu? Quá đổ hết rồi. Ai? Tôi trời, nó vậy là nãy giờ tôi chửi Quang ảnh hả? Thì ảnh có uống miếng nào đâu mà chị chửi ảnh. Vậy là không có xỉn hả? Không có. Nín đi, đừng khích thêm cái nào nữa. Yên tâm, 3 giây thôi tôi lấy lại công bằng cho anh. Yeah. Anh á, anh vừa phải thôi. Gì nữa đây? Tại sao kỳ cục vậy? Hả? Tại sao người ta đem rượu qua bên đây người ta mời anh? Anh uống không uống? Anh nói, anh làm gì anh đem đổ? Con người của anh là ăn uống hồ đồ. Giữa trưa nắng, nhậu nhẹt ra ngoài đường la lên. Mất trật tự. Nghe họng của mấy anh không à? Cả xóm này coi có nghe cái giọng của tôi không? Ai anh á, con người mấy anh á, ăn nhậu vô không biết hàng xóm láng giềng, nghe chưa? Tại sao chị ba bên nhà hồi đó mấy anh ho một cái, mấy anh trúng gió một cái, người ta qua ta cạo gió cho anh hả? Bây giờ người ta bệnh, mấy ngày nay mấy anh có bước qua thăm không? Cô không phải nhiều chuyện mà tôi ghét, tôi ức. Anh làm gì anh che, anh để nó đi. Nó có văng một chút xíu rồi cho anh tỉnh rồi hả? Mấy anh ăn nhậu quá đáng, hàm hồ, vô ý, đàn ông con. Nói vậy?
trong lúc tôi chửi người này thì người này phải nghe để lần sau rút kinh nghiệm. Tôi chửi một lần thôi là bao nhiêu người phải nghe một lượt. Bây giờ tôi chửi lại từ đầu nè. Hả? Khỏi chửi. Sao? Có thâu ăn hết rồi. Để đem về nghe từ từ thấm hơn, mất thời gian quá. Mất từ từ công cộng. Anh làm gì nên đổ. Con người ta ăn uống hồi đâu. Rửa chưa nắng, nhậu nhiệt ra đường quá lắm. Mất chết tao. Nghe hỏng mấy anh không à, cả sớm này con có nghe cái giọng tôi đâu. Ai anh á, con người của anh á, ăn nhậu như không biết là sớm nó gì, thấy chưa? Tại sao chị ba bên nhà hồi đó nó có được cái, nên trúng gió được cái. Công nhận, dậu tôi nó vô băng, nó ấm thiệt đó nha, hay ghê. Sau khi anh thâu băng, tôi mới quyết định bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thâu một cái băng chửi, tôi gửi cho mấy thằng nhậu ở sớm này, bây giờ nó nghe. Còn bây giờ cái băng này, anh cầm về đi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bật lên nghe giọng của tôi, cho nó thấm, cầm. Bà cầm về nghe đi. Hứ, đàn bà gì mà cứ qua đi sớm xác, chửi hết người này rồi qua chửi tới người khác là sao? Hứ, anh Sáu. Dây. Bây giờ anh ra ngoài sau nhà tôi, anh lấy cây kim mà mai bao bố á, lên đây mai cái miệng mà lại. Tôi đây cho. Không được. Sao? Nhà của anh phải lấy. Được rồi, ngồi đây, tôi đi. Đứng lại. Ngồi xuống. Định trốn hả? Tôi nói cho mấy ông biết nữa chưa? Chôm rượu đi uống rồi giờ định trốn hả? Xào xạo hả? Tôi sẽ là nhân chứng. Người bị hại đâu? Nô con. Đưa cái người mà hả? Con là người bị hại. Sao mày theo phép hả? À, chai rượu của con ở đây. Vậy mà hồi sáng con nói với ba lấy, ba không chịu. Ba nói là ta không lấy chai rượu đâu. Đó, bây giờ bắt quả tang tại trận ba mới chịu phải không? Tại sao? Tại sao ba lại lấy chai rượu của con ba uống? Ba có biết chai rượu này giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Hả? Chai rượu này bao nhiêu rồi mày giữ vậy? Hả? Chai rượu này bao nhiêu mà đứng trước mặt thằng xóm như vậy? Mày xỉa xói thằng cha mày, mày chửi cho mặt thằng cha mày. Đúng. Bao nhiêu mày nói đi tao đền. 1,5 triệu hả? Trời ơi, 1,5 triệu. Gì vậy Sáu? Sáu à? Sáu. Bộ ai nhập Sáu hả Sáu? 1,5 triệu. 1,5 triệu mà mày đổ hết xuống đất rồi mày hút lên mày đổ cày của tao 1,5 triệu ta. Mày biết cúng cô hồn tao cúng có 2,000 nghĩ sao mày cúng 1,5 triệu? Tôi tưởng cái này có 7,000-8,000 chai à. Ai mà nghĩ nó mắc dữ vậy trời. Tiếc rồi phải không? Thấy 1,5 triệu tiếc rồi phải không? 1,5 triệu. Dì Tám nói thách rồi, dì Tám có 1,2 triệu à. 1,2 triệu cũng là tiền vậy. Ăn nhậu bê tha, con nó phải khiêng về nằm ở ngoài trống ngủ á. Ăn nhậu cho cố, vợ lôi đậu ngoài đường vợ biết nhục hả? 1,2 triệu đó đó, để đó cho tôi ha. Tôi bán cái chai rượu đi, một lấy 1,2 triệu đem qua thăm chị ba bên bển kìa. Chị bệnh mấy bữa nay à, người ta nghèo khổ, người ta không có tiền kìa. Nói cho mấy ông biết nghe chưa, mấy ông sống ở đời mấy ông không biết thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo lòng nhân mới là. Nhường cơm thì đói thế bà, xẻ nửa cái áo chẳng thà cho luôn. Đúng rồi đó. Nói vậy đó hả? Còn nói vậy đó hả? Tôi nói ông biết nghe chưa ha, cứu một người bằng xây 10 cái chùa mà mấy ông ăn nhậu không à, ăn nhậu được cái gì? Giờ tôi giải quyết vậy, con ngồi xuống đi. Dạ. Mà đứng kế bên ta tôi sợ quá à. Nếu như mà chai rượu này còn y nguyên, không có rớt một giọt nào hết, thì mày có để cho gì á, đem bán cái chai rượu này lấy 1,2 triệu, rồi bốn người mình cùng qua thăm chị ba anh bệnh giúp đỡ chị không? Nếu mà dì lấy cái chai rượu này để giúp dì ba, con sẵn sàng. Mày hay quá. Vậy thì chai rượu đây nè. Hả? Hưởng cái gì bất ngờ phải không? Hồi sáng tôi biết ông chơm chai rượu ông bỏ đâu rồi, tôi vô tôi vớt trước rồi, tôi giả bộ tôi vô tôi la lối dùm thôi. Bây giờ cái chai rượu này tôi sẽ đem đi theo ý của nó, bán lấy 1,2 triệu thăm người ta. Mày tốt lắm. Dạ. Nhìn cái mặt mày tao thấy dễ thương lắm. Bây giờ có đưa cái chai rượu này cho mày đi ăn sinh nhật ấy, cũng trễ rồi, con bồ mày nó cũng bỏ rồi. Dì quyết định dì sẽ gả con gái của dì cho con. Đừng. Mừng quá không? Cha con mừng hốt hoảng luôn phải không? Yên tâm, con gái gì sắc đẹp y như gì. Một rồi nó có mầm dọc kìa mày, nó nằm ngang mà, giống như cái hàng rào trấn ngang cái miệng. Có gì không? Tối mà nói mày đếm một rồi nó không tới sáng. Còn nói về mà cái tính đó y như tao. Nó ít nói lắm, nói không lại nó cạp thôi. Dễ thương lắm. Răng hàng tiền đạo nó không còn. Ít lắm còn cái nú nó cạp nhục nhục đá lắm. Có ai nó cười. Quyết định vậy đi. Nè, bây giờ
giờ chai rượu này bốn nó bình qua thăm chị ba, bây giờ tôi đi bán nè. Đồng ý không? Đồng ý. Hãy thầy chụp đi, đi bán nè. Ê, phải rượu, trời ơi, bể rồi. Trời ơi, bây giờ mới chịu hai thiệt là trời ơi. Tiêu hết rồi. Thấy chưa, cũng còn mê rượu chè lắm đó không? Làm quá không à? Đây nè, 1.200.000 đây nè. Quê em hay mùa mưa nắng, hai nghèo đói liền bờ đê, lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, bước chân người tình quê đậm đà, lại ru con tim dập đồng đưa, ai chờ ai thương dòng nước ung buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là giữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân ven đường, hôi khói làm chiều tình quê dạt dào. À ơi, hoa ca dâng như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Trời ơi trời, làm gì mà hát phô dữ vậy trời? Công Tông Sách, dạ. Tâm trạng của ngươi nay sao vậy? Có gì bất ổn không mà hát nghe phô quá, nói nghe coi. Dạ đâu có, tâm trạng thuộc hạ bình thường. Nó lão. Dạ. Mày đặt nó xạo cho quen cái miệng nha. Dạ thề. Bình thường đâu có hát dữ vậy. Tao nhớ năm ngoái người đoạt giải huy chương vàng tiếng hát truyền hình gì đó mà. Có lẽ nào một giọng ca vàng như ngươi mà là mỗi lần cất là tiếng lại đâm hơi 180 độ hả? Nè, nói thật cho ta biết nghe. Ta nhìn thấu trong lòng ngươi rồi đó. Trong lòng ngươi đang lo lắng cái chuyện gì? Ủa mới nói này đâu rồi? Ê trời, làm gì đó? Sao không đi tiếp? Đứng nói làm gì? Thôi về đại nhân. Tại sao là phải về? Đã đi đến đây rồi đâu phải tìm hiểu dân tình ở đây họ sống ra làm sao, an ninh trật tự thế nào? Cơ sao lại về? Dạ thuộc hạ thấy trong người khó ở quá, chắc là bị trúng gió. Dạ gió này lạnh quá. À vậy hả? Dạ. Trúng gió thì có gì đâu khó. Dạ. Ta có đem theo chai dầu xanh. Dạ. Đưa cái lưng ta cạo giúp cho. Dạ, cạo xong uống vài ba viên ba đó là hết liền. Thư gia. Dạ thôi, bao đại nhân cạo thuộc nằm an dưỡng cả tuần. Thôi thuộc hạ sợ. Cạo gió cho mau hết bệnh làm gì mà sợ. Dạ bao đại nhân cạo ra gió nhiều lắm đó. Mà chẳng những bao đại nhân cạo ra gió mà còn ra máu luôn nữa. Trời đất ơi, nhớ lần trước đó, cũng vì trúng gió mà thuộc hạ nhờ bao đại nhân cạo, cái lưng của thuộc hạ nó trầy trũa, nó phồng dộp y như là phỏng nước sâu vậy. Bây giờ tính sao? Dạ tính quay về đi, về phủ em nhờ Trương Long nó cạo. Trương Long nó mát tay lắm, cạo không có đau. À, không có về đâu hết á. Dạ. Nếu giờ ngươi không chịu ta cạo không? Dạ. Thì giờ ngươi cũng phải ráng chịu nữa. À. Đi đến đây rồi phải đi cho hết. Ngươi mà còn bàn ra tháng vào đó nghe, ta cúp lương kể như là trơ mỏ luôn á. Dạ bẩm bao đại nhân, không phải thuộc hạ cố ý bàn ra, mà vì thuộc hạ bị trúng gió nên cơ thể nó mệt mỏi đi không có nổi. Giá lại theo thuộc hạ thấy dân tình ở vùng này cuộc sống chắc là sung túc no ấm lắm, nạn cướp bóc và trộm cắp chắc không có đâu. Mình đi từ sáng giờ có thấy người nào đâm đơn thư kiện gì đâu. Mà nếu đại nhân muốn đi nữa mình quẹo qua khác đi, ở đây gió quá. Dạ sao vậy đại nhân? Lạ quá. Dạ sao lạ đại nhân? Lạ quá. Dạ lạ gì đại nhân? Cái gì lạ? Hả? Gió lạ hả đại nhân? Mì lạ. À, hả? Ta thấy mì lạ lắm á. Dạ em lạ. Ờ. Dạ em lạ là sao? Ta cảm thấy ngươi không muốn đi cái vùng này. Dạ. Bộ cái vùng này ngươi có thiếu nợ ai sao rồi giật luôn hay sao bây giờ mà không dám đi vậy? Dạ, đâu có, thuộc hạ đâu có mượn nợ của ai đâu. Không có ai sợ không dám đi. Dạ. Cái mỗi lần ta muốn đi thẳng á là nhà ngươi lại đi quẹo. Dạ. Không? Rồi quẹo mặt, rồi quẹo trái, rồi bắt ta quẹo tùm lum hết trơn cái đội á. Rốt cuộc từ sáng tới giờ đi vòng ngoài ruộng không à, chứ không có đến được căn nhà nào hết trơn cái đội. Nè. Dạ. Sao rung dữ vậy? Dạ. Bị sốt rét hả? Dạ không phải, chắc thuộc hạ ăn cặn gà. Ăn cặn gà, ăn hôi lộ. Trời đất ơi, sao bao đại nhân nói vậy? Em xin thề bất chứng giám mà từ ngày em vào làm trợ lý cho bao đại nhân, em chưa hề ý quyền ý thế giữa đại nhân để ăn hối lộ bất cứ một ai. Chưa hề? Dạ chưa hề. Lý do nào mà nhà ngươi không tới vùng này? Yeah. Ngươi sợ gì? Yeah. Ở đây đâu phải là hang cọp, hang đắng, hang béo gì đâu mà sợ. Yeah. Cứ mỗi lần ta tiến tới thấy nhà ngươi ve là sao vậy? Yeah. Nè khai cho thiệt ta biết nha,
Nếu gian dối ta mà lật tẩy được thì đừng có trách ta sao quá vô tình nghe cưng. Sao? Giật nợ ai? Giật bao nhiêu? Nói đi, có gì ta ứng lương cho trả. Tụi Hạ đâu có giật nợ của ai đâu. Lão, xạo. Có người xạo lòi ra bản mặt. Dạ sao? Nhìn cái mặt xanh lè, xanh lét là như tàu lá chuối của ngươi là ta biết và ngươi đang nói dối rồi. Dạ. Hãy nói thiệt nếu không. Dạ, bóp cổ mình chết à. Dạ, nói. Mập cái cổ nó bự quá. Dạ nói. Trời ơi. Nói đi. Đây là lần đầu thuộc hạ mới được chứng kiến ba dùng vũ lực ép cung. Không dùng vũ lực thì ngươi đâu có chịu khai. Dạ. Bây giờ mở miệng nói chưa? Dạ. Ta không có thời gian ở đây mà đâu coi với ngươi nha. Dạ. Chuyện gì ngươi né tránh khi đến vùng này? Nói. Dạ. Tại sao đến những vùng khác nhà ngươi hăm hở vui vẻ lôi ta đi muốn nhủi đầu nhủi cổ? Cô đến cái vùng này ngươi rụt đầu rút cổ, cứ tìm cách là này cách nọ là bàn ra tán vô là sao? Dạ, thuộc hạ sợ gặp lại cô nhân. Cô nhân? Dạ. Cô nhân là người xưa đó hả? Dạ phải. Gặp lại người xưa thì có gì phải sợ? Lý do gì? Ngươi hãy nói cho rõ ràng, minh bạch. Dạ. Bởi vì chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ gặp. Nhưng bóng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen đi. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Nó vậy đó. Dạ. Có bồ đây phải không? Dạ. Dạ số là 18 năm trước, trong một chuyến đi công vụ về vùng thôn quê này, em đã gặp một nàng thôn nữ mắt xanh mũi lõ. Trời đất ơi. Dạ. Công thông sách. Dạ. Ngươi có làm lẫn không vậy? Dạ sao? Ở đây thì dùng châu Á làm gì có mắt xanh mũi lõ, làm như châu Âu hả? Dạ lộn, em lộn. Mắt đen mũi nhỏ. Nàng ngỏ ý làm quen. Sau nhiều ngày tìm hiểu, tụi em đã kết nghĩa tàu khang, sống như nhau như vợ chồng được một tháng. Chỉ có một tháng thôi sao? Dạ vì thời hạn đi làm công vụ đã hết, em đành gạt nước mắt chia tay với nàng trở về phủ Khai Phong. Rồi từ đó em quên luôn à. Trời ơi, sao ngươi vô tình quá vậy? Dạ không phải vô tình, mà vì công việc bề bộn quá nên em không có thời gian để nhớ. Nhưng sau đó, đúng 9 tháng 10 ngày, em nhận được tin sét đánh vô nàng gửi đến. Tin gì mà ghê quá vậy? Bộ nàng chửi ngươi hả? Dạ không chửi, nàng báo tin là có con với em. Có con? Dạ. Có con là tin mừng chứ sao lại là tin sét đánh? Mà con trai hay con gái? Dạ con trai. Con trai? Dạ. Đã nghe. Vô nghe. Vậy là ngươi đã có người nối dõi nối dòng rồi. Nè, khi nào Thôi Nôi nhớ mời ta dự nghe, đừng quên nha. Dạ bẩm bao đại nhân, ngày mừng Thôi Nôi cho con thuộc hạ đã qua cách đây 17 năm rồi. Hả? Dạ. Mới đây mà đã 17 năm rồi. Dạ. Rồi con ngươi đã 17 tuổi rồi hả? Dạ đúng vậy. Ngươi thiệt là tệ nha. Dạ. Có con mà giấu nữa. Mừng Thôi Nôi con mà không mời ta. Nhân viên mà không biết lấy lòng thủ trưởng gì hết, dở ẹt. Dạ, em quả là sơ ý, mong thủ trưởng thông cảm bỏ qua cho. Để khi nào cưới vợ cho con em mời. Sao không để đến Thôi Nôi của cháu nội ngươi mời luôn? Dạ, bao đại nhân. Ôi, nói vậy thôi chứ ta có trách nhà ngươi đâu. Ta rất là vui mừng khi ngươi cũng có một đứa con nói giỏi, không? Dạ. Để an ủi tuổi già sức yếu. Dạ. Người chăm sóc dưỡng nuôi cho ngươi. Dạ. Dầu sao á, cũng còn hơn ta sống một thân một mình, không vợ không con. Ủa? Dạ. Ta không vợ không con, còn ngươi chạy. Dạ. Trả. Dạ sao? Giỏi cho công tử sách. Dạ. Hay cho công tử sách. Ủa, có chuyện gì mà bỗng nhiên bao đại nhân nổi quạo vậy? Công tử sách. Dạ. Tại sao ngươi lén lấy vợ mà không khai báo? Lén sao dám báo? Ngươi dám xem à? Không dám đâu. Bao đại nhân liều quá là gan bự. Dám gì
tám hợp mà đồng. Bao đại nhân, mới người quốc khai phong phú, không bao giờ được quyền lấy a vợ. Vậy là ngươi tiêu rồi, về vương rồi. Và xin đại nhân xót thương đời em, cho em đây được hầu hạ bên người. Lỡ lần đầu xin đại nhân tha thứ, chuyện này cũng đã qua nhiều năm tháng. Đừng đuổi em để em làm kiếm cơm sống qua ngày, chớ giống dài. Thế ai cãi ta thì ta chẳng tha. Trong hợp đồng ta đã ghi rõ ràng mà, những cái ai mà làm ở khai phong phủ á là phải là người độc thân không vợ không con, người nào vi phạm sẽ bị khai trừ ra khỏi phủ. Bao đại nhân, con gì em quá mềm lòng nó mới vướng vào dòng quan nghiệp. Bao đại nhân thử nghĩ xem, đứng trước mặt một nàng thôn nữ diễm kiều thì có người con trai nào không sao động chứ. Thôi. Yeah. Đừng có quơ đũa cả nắm. Yeah. Ngươi đừng có si bụng ta ra bụng người. Ngươi nói vậy chứ rồi mấy đứa như Dương Mã Án Trương Long Tiểu Hổ cả Triển Chiêu nữa, có đứa nào lấy vợ đâu. Tụi nó đều ở giá hết trơn cái trời á. Mặc dù tụi nó biết bao nhiêu là thục nữ dây quanh. Yeah. Ta cũng vậy chứ bộ. Tại ngươi háo sắc. Yeah. Thôi, quay về phủ Khải Phong lo thu dọn hành lý về quê đi. Yeah. Ta sẽ ký quyết định cho ngươi thâu việc coi như là về hù non á. Bao đại nhân, nhân cái gì? Trời ơi, đại nhân nỡ tâm đành sao. Nó nhổn ra về hương thì em chiếm đâu ra để nuôi con khờ. Tội nghiệp con em từ nay đói khát. Ra. Đời em khổ em không mang chi, em chỉ thương con em nó dài rờ hậu quá. Lần đần gian nan sống lang thang không người nuôi. Thôi khỏi khóc. Yeah. Khỏi diễn. Yeah. Kệ ngươi chứ. Yeah. Con ngươi chứ phải con ta đâu. Dạ yeah, đành vậy rồi. Nhưng thuộc hạ cũng mong bao đại nhân lượng xét cho hoàn cảnh khốn khó của thuộc hạ. Thuộc hạ sợ rằng vì không ai cấp dưỡng, con thuộc hạ bị đói khát mà sinh tâm làm chuyện bậy bạ. Chuyện bậy bạ gì? Dạ chẳng hạn như trộm cắp rồi cướp bóc rồi vậy đó. Trời. Bố chuyện làm sao mà làm cái chuyện bất lương hả? Ông có sợ vậy thôi, sợ thôi chứ không phải là vậy. Dạ. Ngươi hù ta hả? Dạ không phải. Thôi được rồi. Dạ. Cái vụ này ta tạm gác lại, khi nào trở phong phủ ta sẽ tính nha. Dạ. Còn giờ thì hãy cùng ta đi thị sát anh lên. Dạ. Đã đi. Dạ. Lên đường. Dạ lên đường. Ê, hai anh cha già mắc nết. Ê, bộ chán sống rồi hả cha? Mày nói gì hả? Mày khốn nạn. Tao đó cứ mắc mày lọt trồng té nổ rồi sao mày không thấy tụi trên đường mày cứ phóng thẳng tới vậy mày? Rồi sao? Không giết người hả? Rồi sao? Mày là con cái nhà ai vậy? Ê, con cái nhà ai cậy tới tôi. Hỏi anh chi? Đi đứng kiểu này có ngày vô nhà xác rồi cha. Vô nhà xác là mày chứ không phải tao đâu. Ủa, cướp người ta làm sao mà phóng xe dữ vậy? Cái gì? Ông nói lợi cho ông nói lợi lần nữa. Ông nói ăn cướp. Nè, xin lỗi ông nha. Đừng có tưởng già mà tôi sợ nha. Ai nói bậy bạ tôi đục cho phù mỏ à. Xin lỗi ông, cái mỏ dảnh sẵn rồi nha. Đừng để tôi làm dảnh thêm à. Ê, mày nói ai mỏ ai dảnh mày? Ông dảnh với ai? Mày dám hổn hả? Mỏ tôi dày chứ mỏ tôi không có dảnh như ông đâu. Tao thách mày đó. Cái mỏ này cũng dảnh vậy. Mày đừng có tưởng mày trẻ, mày khỏe, mày ngon nha. Mười thằng như mày tao không sợ nữa. Muốn chơi không? Chơi không? Chơi không? Vô. Chơi vô đi. Thôi bỏ qua đi bao đại nhân. Nhịn nhục qua chuyện đi, lộn với con nít không có lợi. Tuổi trẻ bây giờ nó hung hăng lắm đại nhân ơi. Nói như cha già này nghe được không? Già thì biết sợ tuổi trẻ một chút xíu chứ. Làm gì phải sợ? Nó nhỏ mà nó không biết nể cái trọng người già. Cái bắt mình phải nể nó ăn. Không sợ, chơi à. Ê, cô hồn quá đảng. Gì? Mày ngon á, mày đánh tao trước đi. Đánh đi, tao thách mày ra đánh. Chơi à. Nhân, đại nhân cho em xin đi, nhịn đi. Triển Chiêu không có ở đây, đừng có ghẹo nó, bị đòn quan mạng. Đại nhân ơi, chơi không lại nó đâu. Một mình ta chơi không lợi nó, còn ngươi gì? Hai thằng già không lẽ chơi không lợi thằng trẻ? Chơi thì cứ chơi à.
Cháu cho nó biết bạn đang bỏ nhà mình nè. Thôi mà nhịn đi bao đại nhân, nhịn đi mà, trời ơi, nhịn đi. Cha không có nhịn. Là làm sao nhịn được cái nhỏ nó hỗn láo sắc sược quá. Nó coi thường ta. Nó ta không thể nào tha thứ cho nó. À, ông tha thứ rồi ông làm gì tôi? Hả, ông mặc lội nồi. Lội nồi ta đập bể đâu mày. Ngon nhào vô đập đi, đập đi nè, nè đập đi. Cái gì đập đi hả? Con thương sách. Dạ. Nhào vô phụ ta. Ra đang sắp giết mà làm gì đứa cái thụ thục vậy? Trời. Đánh lộn mà lấy khăn che mặt làm gì bê đê vậy? Lấy khăn che, lấy cái tay che mặt làm sao mà đánh? Bỏ ra ra, bỏ ra. Ủa? Ba. Hả? Ba đây con. Cái thằng nhóc này là con ngươi sao? Dạ phải, nó chính là đứa con rơi của em đó. Con ba. Ủa? Hai người làm gì giống phim chậm quá vậy? Chạy kiểu này biết bao giờ mới gặp nhau. Thôi được, để ta chuyển sang phim cho nó nhanh cho nó lẹ nha. Chuẩn bị, phim nhanh đây. Con của ba. Ba của con. Trời ơi, gặp ba con mừng quá. Mười năm không gặp và con tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ. Ba nơi phương xa có con mắt buồn. Con ba mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu. Già rồi mà hơi tốt vẫn. Nhưng con yêu ơi một dòng tiếc nhớ ba vẫn gọi tên con cả một đời ba biết không? Mấy năm nay con ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì nhớ ba đó. Nhìn người ta có cha mẹ mà con tủi cho cái thấm thân khốn khổ của con. Con có cha có mẹ mà chẳng chết cha chết mẹ à. Sống cù bơ cù bất ngoài đường bị chúng bạn cười chê khinh rẻ hoài à. Bạn bè con đứa nào đứa nấy vàng đeo đỏ mình là tiền bạc nó xài không hết nha. Còn tôi nha, một đồng không có, thèm thuốc á phải xin hút ké bạn bè xài sẽ mắng nhiếc hoài à. Ông đâu có hiểu nỗi khổ của tôi suốt mấy năm qua đâu. Ông là cha mà ông đâu có biết thương con. Vậy ông đẻ tôi ra để làm gì ha? Đẻ tôi ra thì phải nuôi tôi, phải cho tôi tiền xài chứ. Tại sao ông sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp ông để con ông phải khổ như vậy? Ông là người cha vô trách nhiệm, một người cha ích kỷ, biết sống cho riêng mình. Trời ơi, tôi chưa từng thấy người cha nào mà độc ác như ông nha. Có lần tôi kẹt tiền lặn lội từ quê lên tỉnh tìm ông. Tôi tìm ông 3 ngày đêm mà ông vẫn không tìm ra cái địa chỉ của ông. Thì ra đó là địa chỉ ma. Ông chơi kỳ, tình vờ hả? Trời đất ơi, làm sao dám cho địa chỉ thật. Cho mày biết rằng mày lên mày quậy. Ở trên tao còn phải làm ăn, nhưng việc của mày tao đều biết rõ. Mày là thằng con ngỗ nghịch nhất làng. Mày chuyện này ai cho ba biết? Đâu có cần gì đợi ai phải nói. Nhìn chiếc xe là tao đã biết rồi. Tại tôi buồn. Tôi buồn là tôi phải quậy cho nó vui chứ làm sao. Thôi cho ta xin đi. Hai cha con mới gặp nhau, đừng có chửi lộn nó thấy khó chịu lắm. Nói chuyện gì khác cho vui vui đi. Còn ngươi nữa, biểu cho coi. Chuyện gì? Này hồi đó nó có hấp thủy không? Sao cái mặt nó giống bệnh đau vậy? Nè, cái phận làm con không được hỗn láo với cha mẹ nghe không? Ăn nói như vậy là mất dạy đó, có hiểu không? Nó tên gì vậy sách? Dạ, nó tên Hiền, Công Tôn Hiền. Không dám Công Tôn Hiền đó. Trời đất ơi, vậy chứ mày là gì? Mày là gì mà không dám? Cái tên Công Tôn Hiền nghe nó hay chứ. Hay gì mà hay, tôi mang cái tên này ra đường cứ bị người ta ăn hiếp hoài. Hết ngày người này chửi cái tới người kia đánh. Tôi ghét Hiền lắm. Bây giờ tôi đổi tên rồi ha. Tên của tôi là Công Tôn Quậy ha. Hễ đứa nào chửi thì tôi chửi lại, đứa nào đánh thì tôi đánh lại. Tôi không có sợ, không có ngán ai hết á. Bây giờ tôi sống theo lối giang hồ, ok? Trời đất ơi, mày sống giang hồ? Ừ, chẳng những vậy mà tôi còn có bồ nữa kìa. Mày có bồ?
Trời ơi, hổ phụ sanh hổ tử mà. Trời ơi, còn móc họng nữa. Con có bồ nào vậy con? Ông muốn biết á, thì tôi cho ông. Tôi có bồ từ lúc từng trôi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên tôi thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và con đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và tôi đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên tôi chào nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho tôi ánh mắt em. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Thôi thôi, lố rồi. Nhà ngươi sống cái kiểu gì mà kỳ quá, không cần cha mẹ gì hết chẳng nổi. Nếu mà ba ngươi biết là ba ngươi bập ngươi, ngươi làm sao? Ôi, chơi luôn bệnh gì cử. Trời ơi trời, cái thằng mất dạy, thằng con trời đánh thánh vật mà. Tên khung con tao đặt cho mày mà mày cả gan tự ý đổi tên thì chứng tỏ mày chẳng coi tao ra gì. À, buồn làm à. Được rồi, kể từ giờ phút này, mày không còn là con, tao không còn là cha mày nữa. Tình cha con với tao và mày cắt đứt kể từ đây. Đúng. Một đứa con ngỗ nghịch thì mất dạy với nó, nuôi vô uổng cơm lắm. Tán thà là để tiền đi nhậu sướng hơn nữa. Từ nó là phải đạo rồi. Ngươi từ đi, ta làm chứng cho. Còn lâu à, xin lỗi ông à. Không có dễ dầu gì mà từ được tôi đâu. Tôi sẽ quyết định bám theo ông cho tới suốt cuộc đời. Mày bám theo tao mày làm cái gì? Thì để làm cái gì? Thì chờ cái ngày ông ngáp á. Cái tôi rinh gia tài. Rồi nhưng mà tôi báo cho ông biết là ngày giỗ của ông á, tôi cũng không kè thèm làm cơm cúng ông đâu. Ông đừng có mong. Thôi con đừng thù ba con, đừng trách. Hãy thương người cha tội nghiệp này. Dù ba không chung sống với con, nhưng mà tiền ba chi đều đều con. Có thấy gì đâu. Ông đừng có be. Có chứ. Ông xạo quá. Không có đâu. Gửi cho má con. Không tin hỏi má đi. Má tôi do giận ông nên giờ đi tu rồi. Đi tu rồi. Má con đi tu. Không phải. Lộn. Tôi nói lộn. Bà sao? Đi lấy chồng rồi. Lấy chồng. Phải. Trời ơi má mày quả là người bội bạc. Tao sống nhân dân, chỉ mà má mày nỡ bỏ tao đi lấy chồng. Ông trời ơi, vậy mà ông còn xui khiến. Cho tôi về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ, tình vẫn thương. Xưa trên công viên đò, tình chợt đến khi tôi vừa yêu. Bao nhiêu là mong tình ngây thơ thuở ban đầu. Trời ơi. Đỡ thơ hàng tre già, nắng chiều nghiêng đang trâu về. Xa xa từng cánh cò chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc, ngày nào con cũng đứng chờ mẹ. Nay lối mòn ngày xưa một con thơ thẩn trong chiều. Thời gian như nước qua cầu, tình yêu dấu cánh bay xa. Thương ai người gái quê, tình trắng trong như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dài gờ. Em ơi một chút thương, một chút yêu, ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa, đèn kết qua nhắc lối người qua. Ba quay về chốn xưa, tìm chút thương sưởi ấm linh hồn. Trong bể đời hát yêu, tình vẫn du ba giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay kiều lắc lư ngựa mang em về Vinh. Tại ông bỏ bê bả bỏ ông là đúng rồi. Mày nín đi mày.
Con nít biết gì nói. Không biết hả? Tao có bỏ bê má mày đâu. Hàng tháng tao vẫn gửi tiền về cho má mày mà. Đó, cũng chính vì ông gửi tiền về cho bà mà bà mới bỏ ông. Chứ ông gửi tiền về cho tôi thì bà đâu có bỏ. Ủa, mày nói vậy là sao? Là tiền ông gửi về cho bà đâu có lo cho tôi đâu. Nếu có cũng chỉ đủ ăn sáng thôi. Bà chỉ biết lo cho bà chứ đâu có quan tâm gì tới tôi. Tiền ông gửi về á, ông biết bà làm gì không? Làm gì? Bà đi bơm mặt nè không? Trời đất ơi. Bà sửa mũi, bà xăm lông mày, xăm mí mắt, bơm môi cầm trẻ, nhuộm tóc đỏ. Trời ơi, chứ còn cái đầu không mà bà nhuộm tới 8 màu rồi. Trời ơi, má mày xí soạn dữ vậy hả? Hèn gì mẹ nào con nấy. Chưa hết đâu. Tối không? Bà còn học hát karaoke nè, nhảy đầm nè. Ngày nào cũng đi tới 4-5 giờ sáng mới về á. Trời ơi, má mày già rồi còn quậy dữ vậy hả? Bởi vậy, con người nó mới bắt trước. Nè, bà không có già đâu nghe. Từ ngày bà đi thẩm mỹ viện về ha, trong bà không có thua gì con gái 18 hết trơn á trời. Mỗi lần mà bà đi nhảy đầm ha, bà bắn bộ đồ vô nhìn ha, ông không lé tôi thua ông luôn. Dân chơi thứ thiệt như tôi nè mà còn phải nể bà mà. Bởi vậy, từ ngày có đàn ông lui tới nườm nượp, Việt Nam có Tây, có Tàu, có Cameroon, cũng có đủ màu hết trơn hết trọi. Cho hợp cái màu tóc của bà mà. Trời ơi, má mày Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng má mày chọn ai? Đài Loan. Bây giờ chồng Đài Loan là thịnh hành làm mốt mà, không? Bà theo chồng Đài Loan về được tháng mấy rồi. Bà bỏ lại tôi bơ vơ. Tôi nghĩ mà tôi tối mà tôi tất cái nè. Trời ơi, ba khóc gì kỳ vậy? Ngày sao vậy? Ngày lên đồng hả? Ông ta sổ mũi, trời ơi. Thiệt là tội nghiệp nha. Một đứa con có cha có mẹ mà chẳng khác nào như đờn đất dây. Tất cả đều do thằng cha già này nè. Ủa, không phải. Hả? Nếu ổng mà biết quan tâm chăm sóc tôi thì tới giờ đời tôi đâu có khổ có khốn nạn như vậy. Thôi. Trời ơi. Thôi, đừng buồn con. Ba ngươi rất thương ngươi, nhưng mà vì hoàn cảnh không thể nào lo cho ngươi được. Ngươi phải hiểu cho ba ngươi chứ, không nên trách móc ba ngươi. Phải trách. Trời ơi, không trách sao được. Ông đâu có nằm hoàn cảnh tôi đâu, cái ông đen kia. Ê, hổn mày. Hổn tôi giả vào mặt mày nghe mày, khốn nạn. Đừng nóng đại nhân. Ông còn hổ hơn tôi. Tôi hỏi ông nè. Ông là cha mà ông không lo lắng cho tôi để tôi ra đường bị người ta đánh người ta đập. Tôi hỏi ông làm cha như ông có đáng mặt làm cha không? Cha thì phải biết binh con chứ. Cái đâu lại bỏ mặt con như vậy được. Đứa nào đánh mày? Thằng nào đánh mày? Nói đi. Nè, con nói cho ba biết. Ừ. Con chỉ xin ba một điều thôi. Nói đi con. Mà cũng không được nữa đây nè, sao nói. Sao không được? Mày muốn cái gì? Dạ con chỉ muốn á. Con chỉ muốn ba đó là cho con một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày không mưa rơi. Một ngày không phải heo mày. Cho con một ngày luôn. Chắc không? Một ngày không có đêm vời vợi. Sáng hoài sao ngủ? Một ngày đôi chân không mệt mỏi. Vậy là mua xe hơi phải không? Đường về không có lá thu rơi. Là một ngày ba đêm. Ba chán nợ dùng con. Hả? Cái gì? Trả nợ giùm mày. Dạ đúng vậy. Để con kêu tụi nó ra cho ba tính sổ nghe không. Ê tụi bay ơi, bước ra đây đi. Trời ơi đừng có lo gì hết á. Kỳ này tao trúng mánh rồi. Ra đây. Ông Mập trả nợ cho nè. Ra đây. Ê, cái thằng quỷ nhỏ. Sao mày? Có trả tiền cho tao mày? Không có. Nếu tụi có tụi cũng không trả luôn. Bữa nay cái thằng này nó nói chuyện thấy dễ thương chưa? Tụi bay đâu? Tụi bay thấy sao? Lột nó cho tao! Đạp đi! Ngon nhảy vô đạp nè, cha tôi nè. Đạp đi, ổng là cha tôi đó. Mấy người muốn làm gì ổng thì làm đi. Sẵn đây tôi cũng nói cho mấy người biết. Số tiền tôi mượn mấy chục triệu đồng của mấy người đó nghe. Số tiền đó là tôi mượn cho ổng chứ không phải mượn cho tôi. Mấy người có đòi thì đòi ổng chứ đừng có đòi tôi. Tôi là người mượn giùm, tôi không biết gì hết. Sorry! Trời đất ơi! Cái thằng con ngươi đã bán cái qua ngươi rồi. Trời ơi, đúng là con trời đánh mà. Thằng quỷ sống. Mày ăn xài cái giống gì mà mắc nợ dữ vậy mày?
Ê ê, cái ông già kia tiền đâu trả nợ đi chứ. Sao ông lâu dữ vậy, 2 tháng rồi mà. Tiền gì, tôi mượn mấy người đâu mà mấy người đòi tôi. Nè, cái chai già kia ê, đừng có ăn nói lật lọng nghe chưa, muốn giật phải không? Giật gì, tôi đâu có mượn đâu mà nó tôi giật. Thằng quỷ này nó mượn mấy người đòi nó sao đòi tôi. Ê thằng nhóc, cái thằng cha già này cha nói vậy rồi mày tính là sao mày? Bây giờ ai trả? Ông xạo á. Tôi mượn cho ổng với mấy người cứ đòi ổng á. Ông giàu lắm, đòi đi trước sau vậy ổng không trả à, đòi ổng đi. Cái thằng quỷ, tao làm gì có tiền mà mày bắt tao trả mày hả? Cái thằng này. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Ê tụi tao đến đây để đòi nợ biết không, chứ không phải để nghe cha con mấy người chửi lộn. Tiền đâu trả lẹ lên đi. Thôi ồn quá, ồn quá. Đây đâu phải là cái chợ, mọi người im lặng hết coi. Nghe tôi nè. Thôi mình về. Ê đứng lại mày, trả nợ đi rồi đi đâu đi mày, chưa trả mà đòi đi hả? Làm gì tôi có tiền trả mấy người? Không có phải không? Không có thì tao lột đồ. Ê, tụi bay nói ngọng nữa. Nói gì nói lại tao nghe coi. Tính giỡn mặt cái tao đó hả? Giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật vậy là muốn giỡn trời thắng lột à? Tôi biết ta là ai không? Là ai thì mặc kệ tía không? Trời đất ơi, chắc nhỏ này nó không coi phim, nó không biết ta là ai. Nhưng mà có liên quan gì tới ông đâu. Chuyện của người ta, mắc mớ gì xía vô chứ. Mà ông xía vô hả là tôi đập vô mặt ông liền á. Đánh ra đi. Nè nè nè, mấy người đừng có đụng vào hai thằng già này nha. Đụng tới là mệt nha. Võ sư nha. Thôi thì ráng đi, để cho bà lột đi, lâu ngày bà không được thấy cho bà lột lần đi. Trời ơi, tưởng gì võ sư hả? Võ sư tao cũng bụp luôn. Mày dám không? Khách à? Khách thì chơi liền. Anh em, đánh nó cho tao. Chạy chạy đâu cho thoát con. Chết nè, võ sư nè. Võ sư. Trời ơi, tôi cả cứu tôi. Cứu tôi. Có người đỡ đạn rồi, mình còn ở đây làm gì. Thôi giọt. Đi bước cơ các cô. Các cô. Công tôn tiên sinh. Dạ. Thấy có đỡ chung nào chưa? Tuột hạ cảm thấy bớt đau nhất rồi. Bao đại nhân thấy sao? Rim toàn thân. Trời ơi, chuyện của ai mà tôi lãnh đạn nữa trời. Giờ nỗi u nỗi nần thương tích đầy mình còn phải tốn tiền bác sĩ nữa. Tất cả tại ngươi mà ra. Ôi dạ, nó lớn ở đâu, nó thốn. Dạ, đừng giận mà. Con bảo biết dạy. Để cho nó đi phá làng phá xóm, ăn chơi đua đòi gây nợ là người thiệt. Dạ, đừng thiệt giận. Thiệt xấu hổ quá. Dạ, đừng giận đại nhân. Giận là đau lắm. Đau chứ. Dạ, thuộc hạ cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không ngờ mình lại có một đứa con hư đốn ngộ nghịch như vậy. Nghĩ lại cũng bởi thuộc hạ không được sống gần con để dạy cho nó điều hay lẽ phải, nên giờ này nó mới vướng vào dòng quan nghiệt. Ta đã nói rồi, phải chỉ hồi đó đừng có bày đặt yêu đương. Dạ, học trò cũng biết là biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng, mà sao vẫn cắm đầu mà yêu. Biết yêu là lỡ làng, viết thơ tình cho nàng, mà sao ông vẫn du dơ làm ngơ. Là đau buồn, biết yêu là điên cuồng, sao ông cứ mãi hoài còn yêu. Biết yêu là không thành, trái tim này tan tành, thì xin làm người điên với nàng. Con gái bây giờ thích làm gì? Con gái bây giờ hay giả vờ? Con gái bây giờ thích làm ngơ? Con gái bây giờ quá hờ? Rồi sẽ đau, ta sẽ yêu vào kiếp sau. Xin sống như một giấc mơ, và con gái bây giờ dễ yêu mà khó yêu. Ui dạ, trời ơi, ta làm hơi nó hơi thốn. Bị mình ráng đó ngài. Bởi vậy, giờ ngươi định xử trí thế nào số nợ mà nó đã dai? Về chuyện này, học trò đã suy nghĩ rất nhiều, chắc có lẽ trò phải ra ngân hàng vay nợ về giúp cho nó. Dù gì nó cũng là con của học trò mà. Không. Dạ. Không được trả nợ giùm nó. Dạ sao vậy? Ta cấm ngươi không được ra ngân hàng vay nợ à nghe. Dạ. Nó mượn thì để nó trả.
Nhưng mà nó làm gì ra tiền nó trả? Không làm ra tiền thì đừng mượn nợ. Có chơi thì có chịu chứ. Ngươi trả cho nó sẽ ăn quen. Nó ỷ lại vào ngươi. Ngươi đừng có ngu mà làm những cái chuyện dại dột đó. Dạ dạ, học trò biết vậy. Nhưng thấy con của mình nó gặp hoàn cảnh khốn khó, trò cầm lòng không có đặng, nghĩ cũng thương. Thương cái gì mà thương? Cái loại con ngỗ nghịch mất dạy này cần trừng trị nghiêm khắc mới là mong nó từ bỏ cái thói hư tật xấu. Nếu không á, có ngày nó sẽ lao vào con đường nghiện ngập xì ke ma túy. Ta sẽ sai Trương Long Triệu Hổ đi bắt nó về. Hả? Bao đại nhân quyết định xử tội con hạ thần hả? Phải xử chứ, xử để làm gương cho kẻ khác. Dạ đại nhân ơi, đại nhân ơi. Gì đó? Dạ bẩm đại nhân, công tôn quậy đã bị bắt về rồi. Dạ đại nhân cho biết ý kiến. Được, chờ ta 5 phút ta sẽ thăng đường. Nè công tu sách. Dạ. Ngươi vào trong đi. Khi nào ta gọi hắn ra nghe. Để ở đây hai cha con giáp mặt ta khó xử lắm. Dạ. Truyền giải tội nhân vào. A lê a lê a lê. Vô vô vô. A lê a lê a lê. Vô vô. Ê bảy 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 bảy. Quên nữa trời ơi. Tăng đường sửa tội nhân chứ đâu phải là dòng chung kết bóng đá quần cấp đâu. Cái nào đó tắt máy đi. Dạ dạ. Tắt. Dạ dạ dạ, bẩm đại nhân, thằng Trương Long nó bỏ lộn băng, con mới tắt đó. Vậy hả? À. Truyền giải tội phạm vào. Dạ, đúng rồi. Hiu. Ủa sao không có nào nói hết trơn, mình tao nói vậy? Tao liền. Nhát ma tao đó hả? Hơ, ăn hại không? Ê, mấy người này buông ra tay. Làm gì mà kéo lô dữ à? Tôi tội gì mấy người bắt tôi? Đã bị bắt đến đây mà nhà ngươi chưa biết tội ngươi sao? Không biết. À, tôi chỉ nghe mấy thằng cha này nói tôi là đứa con ngỗ nghịch mất dạy. Ê, nhưng mà tôi ngỗ nghịch mất dạy chỗ nào? Chuyện đó đã hạ hồi phân giải. Bây giờ ngươi nghe ta hỏi. Ngươi có nghe nói đến Bao Công không? Sao không? Ngươi có sợ ổng không? Sợ sao không sợ? Tại sao sợ? Tại vì ông Bao Công là ông kẻ. Hả? Ờ, mặt mày ông đen thui đen thích là người ông Long không à. Mà ông kẻ thì trời ơi, cái mặt nó đen như cục than hầm. Hồi nhỏ mà tôi khóc ngang má, tôi cứ lấy ông Bao Công ra hù tôi hoài á. Bởi vì tôi nghe nói tới Bao Công, trời ơi tôi dị ứng. Vậy ngươi hãy nhìn xem ta là ai? Ủa? Trời ơi! Thì ra là ông mặt lọ nồi. Ủa ông Bao Công ha? Chẳng lẽ trên đời này có Bao Công thứ hai không? Nghe tao hỏi nè, ngươi tên gì? Ông biết tôi rồi hỏi chi? Tôi tên là Công Tôn Hiền. Mày nói láo. Mày là Công Tôn Quậy. Không phải. Tên của tôi là Công Tôn Hiền mà. Ông còn có nhớ cái ngày? Ngày gì? Nhớ gì? Nhớ ngày trước ông tôi mới vừa nhìn thấy nhau ở vùng quê. Ông gặp tôi, ông đây hỏi tên. Tôi nói tên là Công Tôn Hiền. Thôi ngươi chơi dối gian lừa ta, đừng nghĩ ta già nua. Tuy già nhưng ta đây nhớ dài. Người nói người tên Công Tôn Quậy. Người là đứa con giúp đời, quậy phá không ai bằng người. Khi gặp cha người không thiết ta, đâu có ai mất dạy như mày. Trời ơi, ông nói quá, tôi nghĩ ông già, ông nhớ lộn à. Cái ngày tôi gặp ba tôi không, tôi rất là mừng, mừng tới rơi nước mắt luôn kìa. Ông còn nhớ cái cảnh mà tôi gặp ba tôi không? Cảnh quay phim chậm đó. Nhớ chứ, cảnh đó ta làm đạo diễn mà. Đó, cảnh đó tôi khóc dữ lắm á. Chính ông còn xúc động, tôi thấy cái bộ không á. Cảnh đó nhắc tới ta còn muốn xúc động. Và càng sao ta càng xúc động hơn. Tôi biết. Xúc động đến nỗi mà tao muốn lấy cẩu đầu đau tao băm ngươi ra làm cái mảnh. Trời ơi, ta chưa từng thấy đứa con nào mà mất dạy như ngươi. Mượn tiền mượn bạc của An xài cho đã, rồi bắt cha già mình trả, rồi còn liên lụy đến ta nữa. Ôi da trời ơi, nói lớn đau thấy không? Nè, đây nè nè, mày thấy chưa? Nè. Thấy gì? Cái đầu tao nổi u nổi sần mấy cục rồi, mày thấy chưa? Đó hay không? Tại mày mà gây ra. Còn nữa nè, toàn thân tao đều dán sa lông bát hết. Đó, thấy không? Già rồi hay đau lưng thôi chứ. Nói xạo mày. Tao bị đánh làm sao tao đau được. Tao nói cho mày biết nha. Ba của mày nó nhiều năm theo tao xử án, diệt ác dưỡng thiện.
đem lại lẽ công bằng cho mọi người trong xã hội được sống yên vui, thấy không? Gương tốt đó tại sao mày không chịu học? Mà mày làm những cái điều sằng bậy. Ông ơi xa quá mà. Để gây những cái tiếng cho gia đình không à? Chơi với bạn biết chọn bạn chứ con. Phải biết phân biệt kẻ xấu người tốt. Chứ đâu lại là đua đòi bon chen, cờ bạc khúc sách đua xe ăn hả? Bộ mày muốn vô nhị tỳ hả mày? Càng nói càng tức mà. Dạ. Đừng tức nữa, tức nữa đau à. Thôi không có nói nữa. Bao nhiêu tội đó không được xử chém mày rồi. Có đứa nợ đó không? Dạ cô. Chuẩn bị cẩu đầu đau cho tao. Nhớ kiểm tra lại lưỡi đau nha. Nếu nó lục, làm ơn mày cho nó bén giùm tao. Nghe chưa? Dạ. Ông ơi, đừng con tự vậy mà ơi. Con biết lỗi con rồi, từ đây con sẽ chừa mà xin bao đi lâu. À xin lỗi, bao lại cho ra mạng đây. Xin tha mạng cho con mà. Có chừa thiệt không mày? Dạ thiệt. Bao đại nhân không tin nữa, con xin thề. Khỏi thề mày. Dạ con mày sẽ giống nhau quá. Thế động chút là thề à. Động chút là thề. Đứng dậy đi. Dạ. Coi như là tạm tha cho ngươi một lần. Nếu tái phạm đừng trách ta sẽ độc ác nha. Dạ đa tạ bao đại nhân. Không dạ. Có chi. Đứng sang bên đi. Dạ. Để ta làm việc tiếp. Truyền giải tội nhân giao. À, lần này bỏ đúng băng đó. Tốt lắm. Dạ Thảo Dân là Công Tôn Sách xin ra mắt bao đại nhân. Kìa, ba, tội tình gì mà đày đọa đến nông nỗi này ba? Tội của hắn nặng lắm. Tội của hắn là không biết dạy con. Tội này đáng đa con đảo Công Tôn Sách. Dạ có Thảo Dân. Thằng Công Tôn Quẩy là một đứa con có hiếu. Đúng ra ngươi phải cung cấp đầy đủ những cái thứ rất cần trong mọi sinh hoạt. Ngươi là cha mà không biết chiều nó chứ. Có đâu ngươi lại vô tình bỏ mặt. Dạ bẩm bao đại nhân, em muốn gửi tiền cho nó ăn học mà. Tháng nào cũng gửi tiền cho nó hết á. Chưa đủ. À, sao đủ được? Nó còn phải có bè bạn chứ. À đúng rồi. Mà để bè bạn nó khi dễ đó. Bạn bè đó nó coi nó thường lắm. Làm sao nó không tự ái được. Tại sao ngươi lại để con mình thua kém bạn bè là sao? Dạ về chuyện này thì em cũng đã cố hết sức rồi. Bạn nó có đồng hồ em cũng mua đồng hồ. Bạn nó có di chuyền, bạn nó có xe em cũng mua xe cho nó, có thiếu gì đâu. Lúc đầu mua xe 81 nó không chịu. Xe 81 là cái gì? Nó không chịu thì mua rim 2 cho nó chạy. Vậy thì đó, nó không chịu em bèn đổi chiếc rim. Đổi rim xong mà nó cũng không chịu. Gì vậy nó đòi xe nào? Đòi su. Em đổi liền chiếc nó cũng không chịu. À, su Kistan mà chạy bằng ai? Vậy chứ nó muốn su gì? Su xì bo. Ờ à, vậy chứ sao? Thời buổi bây giờ tụi trẻ tụi tôi đi toàn là súp bọt không à, thấy không? Xì bọt á cháu chứ phóng nó mà lẹ chứ. Xăm cho mày đâu mày đi ăn cướp hay sao mà đòi phóng đòi giọt mày. Xu nào cũng xu thôi chứ. Ừ, sao nó thích không chịu. Mua cho nó đi. Dạ em không đủ tiền. Mong đèn trời soi xét cho em. Chẳng phải em không muốn chiều con. Có không đủ tiền. Không đủ tiền thì đi mượn cho đủ. Dạ có. Em có đi mượn không ai cho. Nó không cho thì bán nhà. Bán nhà mà lo cho con vậy mới biết thương con chứ. Lỗi là do ngươi. Trời ơi, bao đại nhân, đúng là bao đại nhân. Ông nhỏ mà cái bao ông bự quá, ông nói đúng. Lỗi là lỗi do ổng, ổng lỗi hoàn toàn luôn á. Công Tôn Quậy, ta nói vậy ngươi thấy có đúng không? Đúng quá đi chứ, bao đại nhân nói nữa. Trời ơi, bao đại nhân quả là một nhà tâm lý tình cảm xã hội hiện đại thôi của mày, Hồng Kông. Thôi mày, tao mày nói hồi thành đừng khùng rồi. Im lặng nghe tao tiên án nè. Công Tôn Sách là cha bất tài. Còn Công Tôn Hiền là con vô cùng hiếu thảo. Tôi là phải hiếu thảo rồi. Tôi không phải là con hiếu thảo thì còn ai hiếu thảo hơn tôi. Ba thấy chưa? Bao đại nhân còn khen tôi hiếu thảo. Vậy mà ba cứ nói tôi là con bất hiếu. Có khi nào ba nghe tôi nói đâu. Ông ta có câu cá không ăn muối cá sình. Cha mẹ cãi lời mình là cha mẹ hư. Chứng tỏ là ba chưa hiểu được tôi. Vậy ba là người bất tài. Quá đúng. Tiếp ra. Ui da trời ơi. Im lặng mà nghe tuyên án nè. Công Tôn Sách là kẻ bất tài. Vì vậy kể từ hôm nay ta ký quyết định đuổi Công Tôn Sách về giường làm dân giả để sống cận kề bên người con hiếu thảo là Công Tôn Quậy. Và nhớ kể từ giờ không được bó tay. Cứ việc gì người chỉ ngó thôi. Người ngồi chơi xơi nước chứ không làm. Người muốn ăn muốn gì
thì cứ nói, cách gì người cứ nói với con mình, nó sẽ giúp cho mình đàng hoàng. Đi đâu có được, mấy lời ngày vừa nói qua, chẳng lẽ nào tôi lại gánh thai. Cha ngồi không con phải đi làm, xưa tôi chưa từng quen gánh vác, nay làm sao gánh nó giúp cho người, do bởi tôi đây là thằng lười. Ồ có, ta thấy ngươi siêng lắm mà. Ngươi đừng có quá khiêm tốn như vậy, ngươi là đứa con hiếu thảo phải vậy không? Dạ đúng vậy. Vậy thì hãy chứng minh cho cha mình thấy mình là một đứa con hiếu thảo đi. Cứ lo cho cha mình ha. Cha mình thích gì thì mình cứ chiều, vậy mới là đứa con hiếu thảo chứ. Còn công tôn sách, dạ, hằng ngày ngươi thích cái gì đó thì nói rõ cho con mình biết để con mình lo cho ha. Đó, thường ngày ba thích ăn gì, uống cái gì? Giản con, y của ba đơn giản thôi. Sáng thì thường ăn gà rô tây, buổi chiều thì ăn gà hấp chao, trưa thì ăn cá chép chiên đồ, tối thì ba hay ăn lẩu mắm, lương xào lăn với món tôm hùm. Có những lúc ba thèm giật tìm. Ồ, chỉ có vậy thôi hả ba? Đơn giản quá. Đâu có, còn vài món nữa mà ba chưa nói hết đó. Chẳng hạn như cua răng me, bò lá lốp, bò lúc lắc, cuối, trúc xào sả ớt, bào ngư. Đại khái vậy thôi, chứ còn nhiều lắm mà. Để về nhà rồi ba sẽ nói thêm. À, mà mỗi lần ba ăn thì ba thường cần có rượu. Uống rượu rồi cho nó mau tiêu. Rượu rồi ba thích uống Napoleon, Boraba, Hennessy. Còn bia thì bia Tiger, Heineken. Còn nói về rượu ngâm thuốc thì ba hay uống ngủ xà tủ, ngủ ly bì. Cái gì ngủ ly bì? Dạ không phải, ngủ da bì. Thôi thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, ăn uống vậy mà nói là đơn giản ha. Ông vậy? Hoàng Ả Rập nuôi ba còn phải mạc. Bao đại nhân ơi là bao đại nhân, chắc con không đủ sức nuôi ổng rồi. Con có thể nhờ bao đại nhân giúp con chút vốn không? Được chứ, muốn giúp vốn không? Được, ta giúp vốn đây. Đây. Trời ơi, trời ơi, tự nhiên cái đưa ba cái này chi? Gậy với con non la rách này làm vốn rồi hả? Cái thứ này chỉ dùng cho những kẻ đi ăn xin mà. Đúng vậy, ta thấy ngươi rất là dẻo miệng, ngươi làm cái chuyện đó, nhưng chỉ được xin thôi chứ không được chôm nha. Chôm là bị đánh chết nghe chưa, ta không có chịu trách nhiệm mà. Trời ơi, là một thanh niên mạnh khỏe dẻo dai như tôi mà phải lang thang khắp phố phường xin ăn hả? Không, tôi không thể nào làm như vậy được. Sao không được? Ta nhìn cái lối sống du thủ du thực của ngươi hiện nay đó không, là ta biết chắc trước sau gì ngươi cũng đi xin ăn mà. Không sớm thì muộn cũng phải vậy thôi. Nghe lời bao đại nhân đi con, đi xin đi. Ba còn có cái ăn, tập làm cho nó quen. Chứ mai sao ba già yếu, ba chết ai lo cho con? Tập lần là vừa con ơi. Ba, ba. Ờ, con. Con đã hiểu rồi. Vậy hả? Con xin lỗi ba. Ờ. Con qua là đứa con bất hiếu không biết nghe lời cha mẹ. Ờ. Cảm ơn bao đại nhân. Cũng chính nhờ bao đại nhân mà con mới nhìn lại được mình. Ổn quá. Con xin hứa từ nay con không làm buồn lòng cha mẹ. Con sẽ gắng là một đứa con ngoan, không phụ lòng cha mẹ. Ba cũng vậy, từ nay ba sẽ cố gắng gần con để chăm sóc, dạy dỗ con những điều hay lẽ phải, biết được đâu là đúng, đâu là sai, để hướng tới tương lai tươi sáng. Con xin nghe theo lời ba dạy bảo. Kể từ nay á, cái tên Công Tôn Quậy sẽ không còn với con nữa. Con xin trở lại với cái tên thân thương mà ba đã đặt cho con, Công Tôn Hiền. Thôi nói nhiều quá, nói nhiều ta cũng chưa chắc tin đâu. Ngươi phải cam kết ta mới tin. Ngươi hứa thì hãy ghi vào tờ giấy này để làm bằng chứng cho mai sau. Con hứa làm sao? Nói cho bao đại nhân nghe đi con. Dạ, con hứa là từ nay con hứa sẽ không để hư như ngày trước, chuyện xưa cũ xin để theo thời gian trôi qua. Từ nay con quyết tiến lên tương lai rạng rỡ, cho ba vui lòng. Từ nay nên tránh lai xe phong nhanh vượt ẩu, đừng mê đó đen nói năng phải thật ngoan. Nên biết sống hướng theo lẽ hay điều phải, mới mong nên lời cha đã nói. Quyết tâm, quyết tâm gìn giữ nguyện xa lánh bao thói hư ngày xưa, vì con đã lỡ gây bao điều xấu, hiểu ra con xin chưa? Càng xa càng tốt nghe con. Nó giống như cục 500, đúng quá gần thì nó hít,
nguy hiểm lắm mà con. Dạ, con xin nghe theo lời vàng ngọc của ba và bao đại nhân. Thôi được rồi, tốt rồi. Để mừng ngày cha con đoàn tụ và đứa con mất dạy biết quay về nẻo tránh đường ngay, ta xin tuyên bố đãi hai cha con bay một chầu mì vịt tìm vào lúc 2 giờ trưa. Dạ đa tạ bao đại nhân. Thoái đường. Công tôn hiền con. Công tôn sách cha con. Truyền bao công đức tài sản cho em, hưởng phước bao dân lành mang lấy hàm quan. Cùng mua thấu tương dài và công tôn anh tài, người người cùng thương yêu đón chào khắp nơi.